truyền rằng ở trên giang hồ một bi kiếm võ công vang vòng mãi. Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình. Mình lại tiếp tục review cho anh em về con game Thi Tuyệt Mobile. Ở clip lần này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái tính năng mới của bên Thi Tuyệt Mobile mới ra mắt, đó là tính năng thiên bảo khố anh em ơi. Thì anh em một ngày anh em sẽ đi được 2 lần anh em ạ. Thì khi đi thì lần thứ 2 thì anh em sẽ mất một cái bảo vật, cái tính vật là thiên bảo khố lệnh này, thì mất 30 xu. Còn là một ngày anh em sẽ đi được một lần miễn phí. Nếu mà anh em muốn đi thêm một lần nữa thì anh em sẽ mất một cái lệnh bài 30 xu đấy. Để đi như thế nào thì anh em sẽ đến tìm cho mình NPC dịch quan ở các thành thị nha anh em nhé. Anh em thấy là ở cái thành thị nào mà nó có NPC dịch quan thì anh em ấn vào là anh em đi được thôi. Ở đây thì mình sẽ chạy qua đại lý để tham gia cái tính năng thi bảo khố anh em ơi. Thì lâu lắm cũng không đi cái tính năng này anh em ạ, cũng không biết cách đi đâu. Thì chúng ta cùng trải nghiệm tính năng này nhá. Đây anh em đến LBC dịch quan này, ở tọa độ 209194, ở thành đại lý này. Sau đó anh em sẽ chọn vào cái mục icon thiên bảo khố. Và đây thì anh em thấy là ta muốn nâng tăng cấp danh hiệu này, ta muốn đổi điểm này. Thì đây là anh em sẽ đổi điểm lấy trang bị hoàng kim. Trang bị hoàng kim ở đây nó gồm có hai set đồ, đó là hồng ảnh và động sát. Đó. Thì đây thì chúng ta sẽ bắt đầu ấn vào thiên bảo khố này. Thì anh em sẽ ấn bằng lòng này. Ta bằng lòng này. Bạn nhận được nhiệm vụ tín bảo số. Nhiệm vụ gì nhỉ? Tín bảo khố. Bây giờ mình sẽ đến đi nơi làm việc này anh em này. Đấy, mình sẽ bắt đầu để vào làm nhiệm vụ nhá. Sau đó anh em sẽ ấn vào dịch quan. Ở đây thì chúng ta sẽ ấn bắt đầu. Thì anh em đọc ở đây, ngươi bắt đầu nhiệm vụ thiên bảo khố đưa tín, hãy lắm bắt thời gian đi Lâm Bảo Dương. Thì anh em nhớ là ghi cho mình cái số là 54192, 54192 nhá anh em. Anh em phải nhớ cái dòng này thì anh em mới có thể làm được nhiệm vụ, chứ anh em không được đi đánh bừa đâu. Đánh bừa là anh em sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Em để ý là cái con số ở cuối cái chữ vàng này, nó sẽ ghi là 54192. Nếu mà anh em nhớ được thì anh em sẽ nhớ, mà anh em không nhớ được anh em ghi ra. Mình sẽ ghi ra là 54192. Anh em phải đánh theo thứ tự nhá. Đầu tiên là nó bắt mình đi đánh cái thứ 5, cái dương thứ 5 này. Thì anh em sẽ chạy đến cái dương thứ 5 để đánh nhá, chứ anh em đánh bừa là không được đâu. Đánh cái con quái trong đây này anh em này. Ở trong đây không biết là nó có cho ăn cái lệnh bài không. Không có, không cho ăn lệnh bài nhé anh em. Lệnh bài phi tốc của thống kim nó không cho ăn. Rất là đông anh em đánh anh em ạ. Anh em có thể là Fatty vào cũng được. Đây là bắt mình đánh cái thứ 5 đầu tiên này. Đấy, sau đó là mình đánh xong cái 5 thì đến số cái 4. Đến cái dương số 4. Tính năng này anh em đi tất cả các giờ trong ngày. Nó không chia ra ví dụ như là giờ vượt ải hay là giờ phong độ đâu. Anh em đi, anh em cứ rảnh anh em đi thôi. Một ngày anh em đi 2 lần. Một lần miễn phí và một lần anh em sẽ mất tầm 30 xu hay còn gọi là 30 kim. Đấy là tính năng thiên bảo khố. Anh em đang xem clip này của mình cho mình xin một nút like với đăng ký kênh nhá anh em nhá. Thì cái tính năng này thì nó hỗ trợ tất cả các server anh em ạ của bên Thi Tuyệt Mobile. Đi anh em sẽ được kiếm được XP và được cái điểm tích lũy khi bảo khố để đổi được những cái trang bị hoàng kim mô phái, trang bị hồng ảnh và động sát. Đấy, khi anh em đánh xong thì anh em sẽ mở cái dương. Rồi bây giờ anh em sẽ chạy đến cái dương thứ 4. Anh em nhớ là phải đánh được con quái nhá anh em. Đây anh em sẽ chạy đến cái dương thứ 4 này. Mình sẽ chọn NPC đánh quái. Anh em phải đánh con quái xong anh em mới mở được. Nếu mà anh em không đánh con quái thì anh em không mở được đâu. Anh em thấy là khi anh em mở dương nó sẽ xuất hiện ra cái, đây người có thể mở bảo dương thiên bảo khố 5 này.
ngươi đã mở bảo dương thành công. Đấy thì nó sẽ báo anh em là mở thành công. Ừ, chào em. Anh đang làm clip nhớ ngay. Nó rất đông thì anh em cố gắng party vào cũng được. Đấy thì là nó chỉ có xuất hiện 5 cái thôi. Đánh 5 bảo dương là được anh em ạ. 5, 4, 1, 9, 2 này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đánh cái bảo dương thứ 4. Mình sẽ ăn cái đại lực vào cho nó trâu một chút nhá. Nhắc lại với anh em là khi anh em nhận nhiệm vụ bắt đầu ở trong cái thi bảo khố thì anh em phải nhớ cho mình cái số thứ tự này. Đấy thì là nó sẽ có 5 số thứ tự. Anh em phải nhớ. Nếu mà anh em không nhớ, anh em đánh bừa là nó sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Đánh lần lượt anh em ạ. Ví dụ như ghi ở đây là 5, 4, 1, 9, 2 thì mình đánh lần lượt số 5 trước và số 4 sau. Sau đó đến số 1 và số 9 và số 2. Nếu mà anh em đánh sai là nó sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu anh em ạ. Đấy, mình đánh xong số 4 này thì nó sẽ báo thành công. Bây giờ mình sẽ chạy đến số 1 nha anh em. Anh em phải đánh lần lượt anh em ạ. Chứ anh em đánh bừa trong 5 số đấy là nó sẽ không được đâu. Thì nó có cái số thứ tự của nó. Ok. Mình sẽ đến cái số 1 này. Làm cái này thì hơi lâu anh em ạ. Vì nó sẽ rất là đông đấy. Mình khuyến cáo anh em nên làm buổi tối. Hoặc là buổi sáng sớm nó vắng. Chứ ban ngày nó rất là đông. Đấy, nhiều anh em không biết cái tính năng thi bảo khố này đâu. Thì lâu lắm mình cũng không chơi, mình cũng quên mất cách đi ấy. Thì giờ mình vào đây là mình chơi theo cái kiểu như là cái nhiệm vụ nó đề ra thôi. Là mình cứ thế mình làm thôi anh em ạ. Là tí mình làm xong thì mình sẽ cho anh em xem là mình sẽ được bao nhiêu điểm tích lũy và được bao nhiêu điểm kinh nghiệm nhá. Anh em đang xem cái clip này của mình thì ấn cho mình xin một nút like nhá. Ai chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh giúp mình. À, anh em có thể là chia sẻ vào nhóm group của game để cho những anh em khác họ biết, họ có thể đi được. Anh em thấy là nó đợi hơi lâu nhưng mình sẽ bật cái bản nhạc to lên một chút cho anh em nghe nhá. Người ơi, giờ này em ở đâu? Cái con này nó cũng như con boss sát thủ thôi anh em ơi, đợi phải mất 5 phút anh em ơi. Nếu nó khi nó chết là nó phải đợi như kiểu boss sát thủ ấy. 5 phút sau nó mới xuất hiện. Cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau. Nhưng bao sóng to vẫn đầy trời, kết tình ta một đời. Giáo gươm khắp mọi nơi, do thơ thành đại chiến kia. Đôi ta đã nó bắt đầu nó bóp ra rồi anh em. Em thấy là khi mình ăn cái đại lực vào thì mình đam con boss hệ kim rất trâu. Thiếu cái phi tốc nữa thôi. 5, 4, 1, 9, 2 anh em ạ. Ok, mình đã đánh xong. Bây giờ mình sẽ đến cái 9, số 9 nha anh em nhá. Số 9 này. Phải đánh lần lượt anh em ơi, anh em đánh bừa không được đâu. Sau đó mình sẽ quay về số 2 là xong. Anh em thấy là rất nhiều anh em đang làm nhiệm vụ thêm bảo khố. Rất nhiều anh em luôn. Trong đây nó có thể là bật đồ sát được anh em nhé. Trong đây nếu mà anh em bị kít đông, anh em có thể bật đồ sát để BK người chơi khác để đánh được con boss anh em ạ. Nếu mà anh em nào chơi đẹp thì anh em có thể là đợi người ta đánh hoặc là chơi kít luôn cũng được, không sao cả. Đây mình sẽ chơi kít luôn anh em ơi. Lại phải đợi nữa anh em ơi, còn mình còn hai cái nữa rồi mình xong cái nhiệm vụ thi bảo khố này rồi. Đấy anh em cứ làm như kiểu giống mình thôi là được mà. Nhưng mà phần thưởng XP nó như thế nào thì anh em phải đợi hết cái video này anh em xem thì nó mới biết được cái phần thưởng của nó như thế nào. Sau đó khi làm xong anh em sẽ giả nhiệm vụ ở đây nhá. Giả nhiệm vụ ở tiêu trấn này.
Khi anh em đánh xong 5 cái và chọn 5 cái bảo dương thì anh em sẽ chạy đến đây để giả nhiệm vụ. Kỹ thuật này là kỹ thuật kiểu hiến xui anh em ạ, kỹ thuật kiểu hiến xui ấy. Nói chung là ông nào đam to thì ông ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi thôi. Ok, của mình thành công nhá. Bây giờ mình sẽ chạy về cái cửa số 9 anh em ơi. À số 2. Nó chạy vòng vòng hơi xa anh em ạ, chạy hơi xa. Đấy, khi anh em đánh xong thì chúng ta sẽ đi trả nhiệm vụ. Bên đây còn mình còn một cái like nữa thôi anh em ạ. Anh em đang xem clip cho mình xin một nút like nhé anh em. Một nút like, một nút đăng ký kênh anh em ạ. Đấy, cái tính năng này hôm nay mình mới biết là nó mở anh em, chứ bình thường là anh em không bảo tôi cũng chả biết là nó mở đâu anh em. Để review cho anh em ấy. Số 2 đúng không? Báo kiếm khách mau rời anh. Em đang nghe đó là cái bài nghĩa của Jinka nha anh em nha. Gặp ngay boss thủy rồi anh em ơi. Gặp ngay boss thủy. Úi rồi, nó đồ sát mình ghê quá. Không biết là chết nó sẽ về đâu. À chết nó sẽ về ở trong cái hình đấy. Anh em thấy là mình không đeo kháng lôi nên là bị hấp diêm rồi. Bây giờ mình sẽ phải mua ít máu, sau đó mình sẽ lên BK lại cái ông này nhá. Mình sẽ chạy đi mua ít máu. Sau đó sẽ mặc ít kháng lôi vào là có thể bem được cái ông võ đăng khí kia. À, mình sẽ đánh ra đây. Cái này thì anh em lấy cái ác đường mua bom ấy, anh em party vào anh em đi kit nó nhanh hơn, nó đam quái nhanh hơn anh em ạ. Đây là mình đang làm cái clip nên là mình không tiện long login hai ác. Đây, em sẽ ấn vào thì bảo khố này. Khi anh em chết thì anh em vẫn vào bình thường thôi. Khi anh em chết anh em sẽ ấn tiếp tục nha anh em. Anh em đừng ấn bắt đầu. Ai mà anh em phải ấn tiếp tục anh em ạ. Bắt đầu là mình sẽ lại phải làm lại từ đầu á. Mình sẽ ấn tiếp tục. Khi mình bị chết. Số 2 đâu ta? Đấy, chúng ta phải đợi thêm vài phút nữa rồi anh em ơi. Chẳng là sát. Thì đồ sát tao này, tao cho phải đồ sát luôn. Anh em thấy là đi làm nhiệm vụ cũng rất căng thẳng. Vì kích nhau một cái con quái nó rất là lâu anh em ạ. Vì 5 phút có quái nó mới ra ấy. Anh em thấy là võ đăng khí nó dồn đam cũng rất trâu nhá. Không có kháng lôi chết nhanh anh em ạ. Võ đăng khí à?
Từ khi ta xa em, tuy rơi trên trường bạch lẻ loi cô đơn độc hành, biển kinh nơi hoang vu ta tơi đau đào hoa, làm cho lệ hùng anh phải rơi. Anh em thấy là đồ sát mình nhưng mà không thành công. Vang từng hồi linh vua đại chiến thơ thành, đại lý hay tương dương lửa trần loan thành đô. Người ơi giờ này em ở đâu? Ấy, đại nhân KPT nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, nhanh chóng tìm tiểu trấn đi. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ anh em nhé. Bây giờ mình sẽ chạy đi tìm tiểu trấn này. Đấy, mà mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh em xem bây giờ là mình sẽ đi trả nhiệm vụ xem là mình sẽ được phần thưởng như thế nào nhá. Ấy, anh em đánh cái đánh là lượt là anh em được thôi. Đấy, nhiều anh em đi là không biết đánh là cứ đánh bừa anh em. Trong 5 số đấy mà anh em cứ đánh bừa mấy số là anh em sẽ bị sai. Và anh em sẽ làm không đúng đâu và sẽ không được. Đấy, cái tính năng bảo thi bảo khố là như vậy anh em. Nên là nhiều anh em hôm nay inbox cho mình hỏi anh ơi tính năng thi bảo khố đi như thế nào. Thì bây giờ mình mới làm rảnh mà làm clip được. Đấy, nhiều anh em mới chơi game Võ Lâm ấy, chưa chơi cái tính năng này bao giờ. Nên là họ đã inbox cho mình rồi thì mình mới biết là nó đã mở tính năng thi bảo khố, chứ mình không biết là nó đã mở đâu anh em. À, khi anh em đánh xong này anh em sẽ đối thoại với LBC Tiêu Trấn tọa độ 173-152. Đây, chúng ta sẽ ta đã hoàn thành này, ta chưa hoàn thành khảo nghiệm một chút. Thì đây nó sẽ có 3 mục này. KBT có phải người đã thông qua khảo nghiệm thi bảo khố, có cần ra khỏi không? Thì mình sẽ ấn đúng, ta cần ra khỏi. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu là rời khỏi nhá. Sau chúng ta sẽ đối thoại với dịch quan. Ta đến giao nhiệm vụ tín sứ. Thì anh em thấy là mình đã được là 25 triệu đúng không? 25 triệu XP và được 5 điểm tín sứ. Đấy, 5 điểm tín sứ này anh em. Sau đó là mình sẽ đi được tiếp không nhá. Sau là mình có làm được nữa không này? Vẫn làm được nữa anh em ạ. 48326. Chứ là một ngày anh em có làm là 2 lần đấy anh em. Một ngày làm được 2 lần hay sao đó. Ok, mình xin phép là dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Anh em mà xem thì cho mình xin một nút like và nút đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye anh em nhé.